Thưa quý vị và các bạn, mặc dù chưa bước vào mùa nắng nóng nhưng hiện tại mực nước trên hệ thống Barra Nam Đàn Huyền xuống rất thấp. Theo đó, mặc dù chỉ mới bắt đầu vụ sản xuất được hơn một tháng, nhưng việc phục vụ nước sản xuất và sinh hoạt tại hệ thống thủy lợi Nam Đàn đã phải tính đến phương án tiết kiệm nhất và xa hơn là các giải pháp chống hạn cho toàn hệ thống cuối vụ. Mực nước tại Barra Nam Đàn vào lúc 15 giờ ngày hôm qua, 12 tháng 3. Chỉ còn 0,25 mét trên mức thiết kế là 1,15 mét. Nước sông Lam xuống thấp nên đơn vị quản lý ở đây đã phải đóng cống để giữ nước cho vùng nội đồng. Mặc dù chỉ mới đầu mùa, nhưng với mực nước như thế này, nếu không có mưa thì nguy cơ hạn hán cho toàn hệ thống là rất cao. Không những thế, nhu cầu dùng nước của toàn hệ thống hiện tại tăng gần gấp đôi so với thiết kế. Vì thế, ngay từ bây giờ, đơn vị quản lý đã tính đến phương án chống hạn cho toàn hệ thống. Trước cái tình trạng như thế thì chúng tôi đã xây dựng cái phương án phòng chống hạn cho cả hệ thống. Đặc biệt là cái vấn đề ưu tiên nhất là phải khoanh vùng cả những cái vùng mà khả năng hạn hán xảy ra cao và khó cho khả năng để tiếp cận cái chống hạn, thì chúng tôi đã xây dựng rất cụ thể. Nhất là những cái vùng cuối nguồn thì chúng tôi đã tiến hành ra soát, khảo sát và đánh giá và có thể lắp thêm các cái hệ thống bơm. Và thứ hai nữa là phải là duy trì tình trạng và các cái máy bơm để làm sao máy bơm dâu và máy bơm có nghĩa là máy bơm trục ngang, máy bơm giật chuyển để khi cần thiết thì là huy động 24/24 để phục vụ cái công tác chống hạn. So với các vùng khác thì rất nhiều nông dân sử dụng nước của hệ thống thủy lợi Nam vẫn duy trì biện pháp gieo thẳng trong sản xuất lúa nên gây ra tình trạng tiêu hao nhiều nước. Đơn cử như gieo thẳng thì phải sử dụng nước trên diện rộng ngay từ khi bắt đầu xuống giống, sau đó xả nước ra khỏi ruộng cho lúa lên cây. Tiếp đó lại đưa nước vào chân ruộng. Do việc tiêu và lấy nước lặp đi lặp lại nhiều lần nên lượng nước tiêu hao lớn. Đối với gieo thì chỉ cần là nước là lắp sắp cái ruộng là gieo được thôi. Vâng. Sau đó thì là mình bừa cho bằng rồi đã bắt đầu sau là mình trang sau là mình đánh vọc như thế này là mình vải lúa lên. Thì nói chung là nếu mà ruộng mà khô thì mình không phải tháo, mà nếu mà đang còn nước thì mình phải tháo đi, không có nó thối cái mộng á. Nhưng là cách khoảng được 10 ngày hoặc là 15 ngày sau là mình để tháo nước vào. Trạm bơm AC4 có 4 máy. Đợt này trạm đã bơm liên tục trong 5 ngày qua. Hiện đang vào thời điểm bà con nông dân chăm sóc bón thúc nên rất cần đến nước phục vụ cho sản xuất. Do đóng chân tại địa bàn, phần lớn diện tích ruộng được nông dân gieo thẳng nên việc phục vụ nước của trạm bơm này cần nhiều hơn các trạm bơm khác. Để tiết kiệm nước và bơm có hiệu quả thì hàng đợt chúng tôi phải lên cái lịch bơm, coi như tính toán cả cái lượng điện và theo dõi cả cái diện tích tưới, cùng kết hợp với thủy nông hợp tác xã phối hợp để quản lý nước chặt chẽ để lãng phí nước. Hệ thống thủy lợi Nam phục vụ nước tưới cho trên 20.000 hectare lúa của toàn vùng Nam Hưng Nghi, thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò. Ngoài ra, từ hệ thống này cung cấp nước cho nhiều nhà máy sản xuất cũng như nước sinh hoạt cho toàn hệ thống. Vì thế, việc sử dụng nước hợp lý và tiết kiệm là rất cần thiết. Ngoài việc sử dụng nước tiết kiệm, mỗi người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ nguồn nước sản xuất, sinh hoạt cho gia đình và cộng đồng.